Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa sẽ bán đấu giá trên 1,5 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang, mã chứng khoán CNH. Cụ thể, trên 1,5 triệu cổ phần của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại CNH sẽ dự kiến đấu giá vào thời gian tới trên HNX với giá khởi điểm 11,900 đồng trên một cổ phần. Nếu so với giá 10,500 đồng một cổ phiếu trên sàn chứng khoán, thì mức giá khởi điểm mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chào bán cao hơn đến 1,400 đồng một cổ phiếu. Được biết, sau khi bán 13,5 triệu cổ phiếu CNH, tương đương 55% vốn cho công ty trách nhiệm hữu hạn Vincom Nha Trang, thì tỷ lệ sở hữu của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại CNH giảm còn 6,4%, tương đương trên 1,5 triệu cổ phiếu. 6 tháng đầu năm 2018, kết quả kinh doanh của CNH giảm mạnh, doanh thu còn 8,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 1,3 tỷ đồng. Trong khi cùng kỳ năm trước, các chỉ tiêu này lần lượt đạt 28,4 tỷ đồng và 446 triệu đồng. Về cơ cấu cổ đông của CNH, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2018, Vinpearl Nha Trang đang nắm giữ gần 21 triệu cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ sở hữu gần 86% vốn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nắm trên 1,5 triệu cổ phiếu, tương đương 6,4% vốn, còn lại là các cổ đông khác.